Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Bình Giữ Nhiệt Quà Tặng của Bình Nước Tin.com. Mình là Hoàng Thanh Long. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái mẫu bình nước mới của Lock & Lock ha. À, thật ra cũng không phải là một mẫu mới đâu, mà trước đây thì bên mình cũng đã từng giới thiệu cho các bạn về mẫu bình nước này rồi á. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của bọn mình ha. Và hôm nay thì mình lại muốn giới thiệu thêm cho bạn một số thông tin về sản phẩm này, cũng như là chia sẻ cho các bạn cụ thể hơn ha, chi tiết hơn về hình ảnh sản phẩm cũng như là đánh giá của riêng mình về sản phẩm này cho các bạn biết ha. Ok, bắt đầu thôi. Đây là mẫu bình nước ha, đây là cái hộp đựng của nó và nó có tên là Nem Tum Lờ nha các bạn. Tại sao nó lại có tên này thì tí nữa mở hộp ra mình sẽ nói cho các bạn biết. Thì sản phẩm của chúng ta có 3 màu nha các bạn, màu đen này, màu trắng và trong đây là một cái bình màu đỏ nha. Đây là mặt trước của sản phẩm thì các bạn sẽ thấy được một cái hình, có nghĩa là cái sản phẩm ở trong bình, trong cái hộp này màu gì thì đây chính là thể hiện hình của cái bình đó. Bên đây này sẽ có một cái màu khác nè, đây là màu đen và các bạn sẽ thấy luôn cái phần tên ở đây, đấy, Nem Tum Lờ ha. Và bên đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái hình ảnh màu khác nữa cũng như tên cái sản phẩm ở đây. Sản phẩm này thì có dung tích là 500ml nha các bạn, nhưng mà nó được thiết kế rất là nhỏ gọn nè, các bạn thấy không? Mình đã từng giới thiệu cho các bạn một cái mẫu 500ml khác rồi và nó to hơn mẫu này khá là thon gọn đúng không? Ở bên đây thì các bạn sẽ thấy một số thông tin mô tả về sản phẩm ha, nhưng mà nó chỉ toàn là bằng tiếng Anh thôi. Và đặc biệt là các bạn còn có một cái hộp được khuyết một lỗ ở đây nè, để cho các bạn xem bên trong là màu gì ha. Rồi, ở phía đáy bình thì các bạn sẽ có thông tin cũng như là hướng dẫn sử dụng về sản phẩm này. Đây là sản phẩm bình giữ nhiệt Lock & Lock Nem Tum Lờ ha, với cái mã là LHC4125. Thật ra những cái thông tin này mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi và mình sẽ đọc nhanh qua phần này để mình sẽ đi vào chi tiết sản phẩm cho các bạn ha. Đặc tính sản phẩm này thì được làm bằng thép không rỉ cao cấp nha các bạn, thì giúp cho cái việc là bảo vệ sức khỏe của bạn khi sử dụng lâu dài cũng như giữ nhiệt tốt hơn. Và nó được làm bằng thép 304 nha bạn, cả phần thân và phần lõi luôn đều làm được làm bằng thép 304. Với dung tích là 500ml nè, phần nắp thì được làm bằng nhựa PP nha các bạn. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm thì các bạn không nên sử dụng sản phẩm này với lò vi sóng này cũng như là máy rửa bát. Đặc biệt là các bạn nên làm sạch sản phẩm trước khi mà các bạn sử dụng lần đầu, cũng như là tránh va đập mạnh khi mà sử dụng sản phẩm này ha. Rồi, ok. Mình sẽ mở hộp cái sản phẩm cho các bạn xem bên trong chúng ta sẽ có cái gì ha. Và mình cũng sẽ giải thích tại sao sản phẩm nó có tên là Nem Tum Lờ luôn. Rồi, ok, đây là sản phẩm của chúng ta được bọc trong một cái bọc ni lông như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng với rất là nhiều thứ tiếng nha các bạn. Rất là nhiều thứ tiếng luôn, chỉ duy nhất là không có tiếng Việt Nam thôi. Vì đây là hàng nhập khẩu nha các bạn, cho nên là nhà sản xuất cũng không có phần hướng dẫn ở trong phần tiếng Việt. Trong cái phần hướng dẫn này chỉ có phần hướng dẫn ở phía đáy bình này là bằng tiếng Việt thôi. Rồi, đây chính là lý do tại sao mà sản phẩm của chúng ta có tên là Nem Tum Lờ đó các bạn. Có nghĩa là khi mà các bạn mua sản phẩm về thì phía trong hộp chúng ta sẽ có những cái sticker như thế này, thì giúp cho các bạn có thể ghi tên mình lên đây và dán lên bình ha. Các bạn có thể dán lên cái phần giữ sản phẩm này nè. Đấy, cái phần dây đeo này nè. Ở đây nó có cái nơi để các bạn có thể dán lên luôn ha. Đấy, tí nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về phần này cho các bạn xem sau ha. Rồi, đấy, đây chính là cái sticker ha. Nó có rất là nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Rồi, mình sẽ giới thiệu về sản phẩm cho các bạn biết nè. Đây, đây là một cái mẫu bình nước với dung tích là 500ml nhưng mà cực kỳ nhỏ gọn luôn nha các bạn. Đây ha, mình cầm trên tay thì các bạn cũng thấy đó, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Khác biệt nhất của sản phẩm này đối với những sản phẩm khác mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn, đó chính là cái phần có bằng quai sách này nè, các bạn thấy không? Cái này nó có rất là nhiều công dụng nha. Thứ nhất, các bạn hoàn toàn có thể xem nó như là một cái quai sách bình thường của các cái mẫu bình nước, các bạn có thể sách như thế này, thọt tay vào đây và sách. Thứ hai á là các bạn có thể cầm ở này, đấy, cầm cái phần này để sách đi nè, hoặc là các bạn có thể móc lên như thế này, đấy. Và cái phần này nè các bạn, cái phần này cũng chính là cái nơi để bạn dán cái sticker này vào ha. Dán sticker này vào và bạn có thể ghi thông tin vào đây ha. Ghi tên của bạn hoặc là các bạn có thể ghi bất
cứ cái gì mà bạn thích, hoặc là bạn có thể ghi tên và bạn tặng bạn bè của bạn ha. Đấy, đấy chính là cái phần dây đeo này này, dây sách này ha. Thì cái phần dây sách này thì trong cái video trước á, thì bạn Đức Anh cũng đã từng giới thiệu cho các bạn rồi ha. Nó có những cái ưu điểm và cũng có cái nhược điểm là cái phần quai sách này nó khá là nhỏ nè, cho nên cái việc bạn thọc tay vào để mà sách nó hơi khó khăn hơn là cái việc bạn cầm như thế này. Cho nên mình nghĩ là cái việc mà mình sử dụng mình cầm như thế này thì nó sẽ đơn giản hơn ha. Rồi, đấy chính là cái phần quai sách. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái phần nắp cho các bạn. Thì cái phần nắp này ở trên cái phần nắp, trên đỉnh nắp này các bạn sẽ thấy nó có một cái chữ lock and lock ở đây ha, logo lock and lock được khắc ở trên đây. Đấy. Ở bên trong này thì các bạn sẽ có một cái phần silicon ha, cái phần này thì giúp cho cái việc giữ nhiệt nó được tốt hơn nè. Và cái phần nắp này thì được làm bằng nhựa BB nha các bạn, cực kỳ chắc nha. Đấy. Rồi, mình sẽ giới thiệu tiếp cái phần nắp thứ hai. Đây, đây là phần nắp thứ hai. Phần này thì giúp cho các bạn lọc trà cũng như là lọc nước đá khi mà các bạn uống ha. Và nó có một cái phần gon ở đây nữa giúp cho các bạn giữ nhiệt tốt hơn nè. Các bạn hoàn toàn có thể tháo ra để làm vệ sinh được ha. Đấy, tháo ra như thế này để làm vệ sinh cái sản phẩm này. Mình sẽ giới thiệu cái phần lọc trà. Phần lọc trà này nó có những cái cải tiến mà mình đã chia sẻ một số cái nhược điểm của cái việc là lọc bằng silicon á. Thì cái phần lọc này nè các bạn để ý là nó có hai phần luôn. Một phần lọc ở phần dưới này nè, nó khá là nhỏ và giúp cho các bạn có thể lọc được những cái xác trà nhỏ được nha. Còn ở phần trên này nè thì nó lại là một cái đường rãnh rất là to. Đây thì cái phần này á, nếu như các bạn muốn lọc trà thì các bạn có thể gót phần lọc nhỏ này. Còn cái phần lọc to này nè thì các bạn có thể dùng nó, nếu như mà bạn thích thì bạn có thể dùng ống hút khi mà bạn dùng cái bình giữ nhiệt này ha. Đây chính là ý đồ của nhà sản xuất này. Hoặc là các bạn gót cho cái phần nước nó chảy ra một cách nhiều hơn thì các bạn có thể dùng cái phần được khuyết như thế này ha. Đây là một cái điều cũng khá là hay của sản phẩm này, tại vì mình biết là một số bạn nữ thì thích dùng ống hút hơn ha, chứ nữ mà dùng cầm thế này vợt như này thì nhiều khi các bạn không thích đúng không. Các bạn có thể sử dụng cái loại bình này ha, để các bạn có thể sử dụng ống hút được. Bên trong bình này thì được làm bằng thép 304 nha các bạn. À, được thép làm thép 304 và cái phần vỏ bình này cũng được làm thép 304 luôn. Ok, nói tới phần vỏ bình thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn ha. Đây chính là cái phần thân bình này. Phần thân bình này được làm bằng thép 304 luôn. Cái phần bên trong này cũng được làm bằng thép 304 và bên trong 304 và bên ngoài cũng được làm bằng 304 luôn. Thì sản phẩm này được thiết kế với 4 lớp. Thì lớp ngoài là được làm bằng thép 304 này, có một cái lớp chăn không, rồi kế tiếp là một cái lớp cách nhiệt đặc biệt, và sau đó thì lại tiếp tục đến một cái lớp gọi là lớp 304 nữa. Đấy, đấy chính là một cái bình nhỏ như thế này thôi, nhưng mà thực sự để mà có thể cách nhiệt tốt hơn thì nó có tới 3 lớp nha các bạn. Và cái phần lớp chăn không á thì nó giúp cho cái bình này nó không có cái tình trạng gọi là đổ mồ hôi nha các bạn. Là khi mà các bạn sử dụng nước đá lạnh á, thường thường đối với những cái sản phẩm ly bình thường nó sẽ có tình trạng đổ mồ hôi trên cái thân của cái ly đó, và nó sẽ chảy xuống cái bàn làm nước tràn lan ra, sẽ ướt cái bàn của mình ha. Còn đối với các cái bình giữ nhiệt thì gần như không có cái hiện tượng đó. Chính vì thế mà mình rất là thích dùng bình giữ nhiệt. Mình hay đi mua nước về uống và sau đó mình đổ vào bình giữ nhiệt mình uống nha, chứ mình không dùng trực tiếp cái ly đó để mình uống. Vì thứ nhất là mình có thể giữ lạnh được cái sản phẩm thức uống của mình lâu hơn, và thứ hai là nó không làm ướt cái bàn làm việc của mình. Đấy, đây là cái điều mà mình rất là thích từ bình giữ nhiệt ha. Có một cái lưu ý khi mà các bạn sử dụng bình giữ nhiệt ở đây, các bạn không nên gót nước quá đầy nha, đặc biệt là cái phần đá không nên gót quá đầy, tại vì cái phần mà miệng này nè nó là cái nơi tiếp giáp giữa các cái phần với nhau, và có thể xảy ra hiện tượng là đổ mồ hôi ở cái phần miệng chai này. Về thân bình thì các bạn sẽ được sơn một cái lớp sơn bóng nha, nó có hiệu ứng ánh kim nha các bạn. Chắc có lẽ là với phần máy quay này các bạn sẽ không nhìn thấy được cái phần ánh kim này đâu ha. Để mình cho bạn xem một cái sản phẩm khác màu đen nè, màu đen cực kỳ óng ánh luôn. Đấy. Màu trắng thì không thấy rõ lắm, màu trắng thì không thấy rõ bằng màu đỏ và màu màu đen ha. Màu đỏ và màu đen thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái phần ánh kim này cực kỳ rõ luôn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có thêm một cái logo lock and lock ở đây nha.
Khác với những cái sản phẩm mà Lock & Lock mà mình đã từng giới thiệu trước đây, cái phần logo Lock & Lock đa phần là được khắc lên, thì cái phần này thì lại được sơn lên nha các bạn. Nhưng mà sản phẩm Lock & Lock là một trong những sản phẩm thiết kế rất là tỉ mỉ và công phu, cho nên cái phần lớp sơn này mình nghĩ cũng rất khó để có thể làm chóc nước sơn của nó đấy. Khi mà các bạn mua các loại bình nước, và đặc biệt là mua tại bình nước tin.com, thì các bạn có quyền yêu cầu khắc tên ha. Bên mình sẽ khắc tên miễn phí, gói quà miễn phí cho các bạn ha. Và đặc biệt là khi mà các bạn mua các cái bình nước tại Lock & Lock thì các bạn sẽ được tặng những cái túi như thế này ha. Mình đang có rất là nhiều túi ở đây ha. Đấy, rất là nhiều túi ở đây, và các bạn có thể tùy thích lựa những cái màu của mình ha. Rồi, ok, mình tiếp tục với cái phần giới thiệu của mình. Mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm cái phần đế này. Thì đây là một cái phần mà mình đã chia sẻ rất là nhiều ha. Các bạn đã quá quen thuộc với cái phần silicon ở đế chai này đúng không? Thì nó giúp cho cái việc là bình nó sẽ được giữ chắc chắn trên mặt bàn này. Và cái phần thứ hai là nó giúp giảm tiếng ồn. Và phần thứ ba là nó giúp bảo vệ cho cái phần đáy bình này. Khi mà các bạn sử dụng lâu dài, đặt lên những cái mặt phẳng như thế này, nó sẽ giảm đi cái tình trạng bị bong chóc, hư sản phẩm của mình ha. Đây cũng là cái điều mà mình muốn lưu ý các bạn khi mà sử dụng bình giữ nhiệt ha. Vì cái lớp, hồi nãy lúc mình nói về cái bốn lớp á, thật sự cái bốn lớp đó nó sẽ rất là mỏng luôn. Chỉ cần một cái mớp nhỏ trên cái thân bình thôi, hoặc là một cái va đập nhỏ làm cho cái bình này nó mớp, hoặc là đế bình nó mớp thôi, và các cái lớp nó chạm với nhau thôi, thì cái khả năng cách nhiệt của nó sẽ giảm ngay, giảm rõ rệt luôn. Chính vì thế nếu như mà bạn có lỡ làm va đập và làm mớp bình á, thì các bạn hãy xem ngay cái việc làm giữ nhiệt nó có còn tốt hay không ha. Đa phần thì nó sẽ không còn cái chức năng giữ nhiệt tốt được nữa. Đấy, các bạn lưu ý khi sử dụng cái sản phẩm bình giữ nhiệt ha. Rồi, đấy chính là những cái gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về bình giữ nhiệt Lock & Lock Nem Tum L ngày hôm nay ha. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào website bình giữ nhiệt quà tặng để các bạn có thể xem thêm thông tin về sản phẩm ha. Mình cũng sẽ để một cái đường link ở trong phần mô tả của video ngày hôm nay để các bạn có thể truy cập đến sản phẩm này. Có một số bạn sẽ thắc mắc vì sao mà mình làm video mình không nói về phần giá sản phẩm. Mình cố tình không làm phần này nha các bạn, vì có thể là giá nó sẽ biến động lúc này lúc khác nhau. Chính vì thế mà các bạn hãy xem trong phần mô tả và click đến website, và nơi đó thì bên mình sẽ cập nhật giá chính xác nhất tại cái thời điểm mà các bạn muốn mua sản phẩm ha. Ok, và nếu như anh chị nào quan tâm muốn phân phối sỉ bình giữ nhiệt thì các bạn có thể truy cập vào website bìnhnướctin.com hoặc là liên hệ với lại Bình Nước Tin thông qua thông tin đang hiển thị trên màn hình ha, để các bạn có thể liên hệ và được báo giá sỉ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và hẹn gặp tất cả các bạn trong những video clip kế tiếp. Bye bye và hẹn gặp lại.